Bên em có tổ chức cái chương trình là sáng tour bất kỳ để chúng tôi Hoa Kỳ. Thì chị là một trong những thành viên may mắn nhất và đã trúng giải nhất của chương trình chúng ta của bên em, đó chính là một chiếc vali kéo từ du lịch viên, để thông báo cho mình biết là chị Vy đang trúng được cái tour Hoa Kỳ của công ty cổ phần truyền thông du lịch viên cho buổi sáng ngày hôm nay. Du lịch Việt phục vụ bằng cả trái tim.